Xin chào các bạn. Đến cái mùa đông, mùa lạnh rồi á, thời tiết lạnh lạnh, se se lạnh lạnh rồi á, mình lại nghĩ đến cái món ăn lạc rang tỏi ớt các bạn ạ. Đây là món lạc này, mình vừa mới bóc, đây vẫn chưa bóc xong các bạn này. Đó, mình bóc đấy, và hôm nay mình sẽ rang lấy một lọ lạc tỏi ớt để xong rồi chúng ta ăn cơm với cái thời tiết này thì đưa cơm tuyệt vời các bạn ạ. Thế nguyên liệu của chúng ta là gồm có lạc và các loại gia vị, thì mình hái vài quả ớt với lại mình cho vào, cho mấy tép tỏi. Thế giờ mình cho vào đây mình giã nhé. Mình lại không thích băm các bạn ạ, mình thích cho vào đây giã giã nhỏ đi để cho nó ngấm nhé. Thế và tùy theo cái lượng lạc của các bạn nhiều hay ít, nếu như mà nhiều thì các bạn cho nhiều, mà ít thì các bạn cho ít nhé. Đây mình rang ít thôi chứ mình không rang cả cái chỗ này đâu. Thế nên là mình lấy có 5 quả ớt nhỏ với lại một củ tỏi cho các bạn ạ. Và sau đó các bạn hãy cho tỏi với ớt đã giã nhuyễn ra này. Thế xong các bạn cho vào một cái bát. Tiếp theo đó là các bạn cho mình một chút chanh này, đường này, xíu nước mắm này. Đấy, tóm lại là chua cay mặn ngọt nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn hãy trộn cái hỗn hợp này lên cho mình. Đấy, cho trộn đều nó lên cho mình. Nhớ là các bạn cho đủ 4 loại gia vị nhé: chua, cay, mặn, ngọt. Nó được một bát súp sền sệt như thế này. Thế và tùy theo cái số lượng các bạn dùng nhiều lạc hay ít nhé các bạn nhé. Và tiếp theo đó các bạn hãy cho một chút dầu vào chảo. Các bạn đun nóng chảo lên và cho một chút dầu vào nhé. Thế xong các bạn cho lạc vào cho mình. Cái lạc này các bạn cho nhiều hay cho ít đấy là tùy các bạn nhé. Mình đây mình có cái lọ nho nhỏ thôi, mình cũng cho một ít lạc thôi. Thế nên là mình không cho nhiều. Và khi rang thế này thì các bạn hãy nhớ cho mình là đảo thật đều tay và rang nhỏ lửa thôi để cho hạt lạc của chúng ta nó chín đều nhé các bạn. Lạc của mình nó lẫn vài hạt lạc đỏ, đúng đúng lạc đỏ, lạc trắng, đúng đúng. Các bạn đảo đều tay cho mình đến khi mà hạt lạc của chúng ta cái vỏ giấy của nó ngả sang màu vàng, bốc mùi thơm lên, và chúng ta nên nếm thử. Nếu như mà lạc của chúng ta nó chín rồi thì chúng ta mới tiếp tục cho cái hỗn hợp kia vào nhé các bạn. Các bạn nên nhớ cho mình là các bạn hãy cho nhỏ lửa nhé, đừng cho to lửa mà nó cháy mất hạt lạc. Nếu các bạn muốn cho cái hạt lạc của chúng ta nó lên màu đẹp á thì các bạn hãy cho mình một xíu muối trắng nhé, muối hạt cho vào đấy để cho cái màu lạc của chúng ta nó màu nó hồng lên và nó đẹp nhé các bạn nhé. Và để cho hạt lạc của chúng ta nó không bị cháy, cái muối nó làm nóng đều nên là lạc của chúng ta nó không bị cháy các bạn ạ. Đó các bạn nhé, lạc của chúng ta rang đến khi mà vỏ nó nổ có cứ lách tách lách tách lách tách và nó ra cái màu cánh gián này rồi đấy các bạn nhỉ. Lạc rang đủ điều kiện và chuẩn là hạt lạc vàng đều và nó không có bị cháy ấy, vỏ nhé các bạn nhé. Đấy. Xong tiếp theo là bây giờ các bạn hãy cho cái hỗn hợp này vào cho mình nhé. Đấy. Hỗn hợp này thì trong đó là có chua, cay, mặn, ngọt, đủ các vị các bạn ạ. Các bạn hãy đổ nó vào cho mình. Chúng ta đảo đều.
Như này chúng ta đã cho vào, chúng ta đảo đều nó lên rồi. Đấy, khi đảo đều lên rồi thì các bạn hãy được phép bật lửa to lên một chút để cho nó nhanh khô, nhanh cạn cái nước hỗn hợp này nha các bạn nhé. Để cho hạt lạc của chúng ta nó không bị ỉu. Thì cái giai đoạn sau cùng này các bạn hãy bật lửa to lên cho mình nhé. Và các bạn rang cho đến khi lạc của chúng ta khô là được các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ cho mình một chú ý nữa là khi các bạn bỏ ra, từ khi nó còn nóng cho đến lúc nó nguội thì thỉnh thoảng các bạn phải đảo tơi cho mình nhé. Đảo để cho nó đỡ bị vón, vì cái tội là mình cho đường vào các bạn ạ. Nếu như các bạn mà cho số lượng nó vừa phải thì hạt lạc của chúng ta nó vẫn cứ tơi như thế này. Các bạn mà cho đường nó hơi quá tay một chút thì nó sẽ bị vón. Mà dù ít hay dù nhiều thì đã cho đường thì các bạn đến từ lúc mà nó còn nóng cho đến lúc nó nguội thì các bạn hãy đảo tơi ra thế này cho mình nhé. Đấy, và để cho nó nguội xong lúc bấy giờ chúng ta mới đóng vào hộp nhé các bạn nhé. Và thành phẩm của chúng ta đây các bạn nhé. Không hạt nào dính với hạt nào nữa, rất là tơi. Thế là một. Thứ hai nữa là khi các bạn thử cái hạt lạc nó giòn hay không các bạn này. Đấy, vẫn giòn tan, giòn lắm các bạn ạ. Và thứ ba nữa là các bạn hãy nhìn kỹ này, hạt lạc của chúng ta vàng đều. Đấy, nó không bị cháy vỏ, vàng đều cái màu cánh gián. Và đến lúc thành phẩm rồi nó vẫn giòn tan. Đấy, chúng ta rang như thế này thì là đạt tiêu chuẩn các bạn nhé. Đấy, các bạn chú ý cho mình nhé. Thứ nhất là tỏi mấy ớt các bạn giã nhuyễn, thật nhuyễn cho mình, thật nhỏ cho mình. Thứ hai nữa là các bạn cho đủ cho mình là 4 vị chua, cay, mặn, ngọt. Tùy theo cái số lượng lạc của chúng mình nhiều hay ít nhé. Chúng ta cho nó vừa vặn. Chứ còn nếu mà cho nhiều quá lạc thì ít thì nó cũng không ngon. Mà cho ít quá thì nó cũng không đủ vị, nó cũng không ngon các bạn nhé. Và khi rang lạc thì các bạn hãy rang nhỏ lửa cho mình, đừng để cho vỏ lạc nó cháy. Và rang đến khi nào mà nó có mùi thơm nổ lách tách và xong rồi thì chúng ta nêm nếm thử. Nếu mà hạt lạc nó thơm, thật sự là thơm và nó giòn tan ra thì nó được. Thì xong rồi chúng ta đổ cái hỗn hợp chua cay mặn ngọt vào nha các bạn nhé. Khi đổ vào thì các bạn đảo đều nó lên và các bạn cho lửa to. Cho lửa to và đun. Nhưng mà chúng ta phải đảo đều tay để cho nó khỏi bị cháy hạt lạc nha các bạn nhé. Đấy, đây. Khi mình đảo xong mà cái đít chảo nó vẫn còn như này, không cháy một tí nào các bạn nhé. Thế xong khi chúng ta đảo được nó khô một cái thì chúng ta hãy thỉnh thoảng chúng ta sẽ đảo để cho hạt lạc của chúng ta nó tơi. Đấy. Và cuối cùng để khi nó nguội thì chúng ta sẽ cho vào một cái lọ nào đấy. Thì chúng ta mỗi bữa chúng ta ăn thì chúng ta bỏ ra chúng ta ăn dần. Nếu như các bạn rang một cái lọ to to, rang một buổi thì các bạn có thể dùng cả tháng được nha các bạn nhé. Để 1 tháng, 2 tháng không sao, không bị ỉu các bạn ạ. Xin chào, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và chúc các bạn thành công trong cách làm món ăn trong những ngày đông giá rét này. Và cái này chúng ta có thể là uống rượu nha các bạn nhé. Uống rượu, uống bia, các bác đàn ông uống bia, rượu, uống bia thì quá tuyệt vời luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.